Mà có cái chuyện này là em lo nghe. Em thấy trong nhà này có ba người đàn ông, đúng chưa? Đúng rồi. Một người trúng số mà mặt mày ủ rũ u buồn, đúng chưa? Đúng rồi. Một người bị bắt chuồng gà mà vui mừng hớn hở, à. Còn một người thiếu nợ mà vẫn ủ rũ, vẫn vui buồn thất thường. Vậy mà chị thấy sao? Này, làm gì đây? Nhớ ai đây? Nhìn xa xăm thế. Tôi nhớ ai đâu. Không nhớ mắt rưng rưng à? Không khóc à? Chắc bụi bay vào mắt á. Ở trong nhà nhá, làm gì có bụi. Vậy đấy. Dối vừa thôi. Tôi đi ăn cơm. Ăn cơm cái gì? Ăn cơm cái gì? Ông đừng có trốn nhá. Ông mới ăn xong thì bảo vào đây đi ngủ. Vậy tôi đi ngủ. Này, đây là phòng ngủ nhá, ông đi đâu ngủ? Đi ra ngoài ngủ nhà ai? Có vấn đề nhá, có chuyện gì nói tôi nghe xem nào. Tôi không có gì đâu. Có. Tôi buồn ngủ. Có. Này, dậy. Tôi ngủ mà. Ngủ cái gì mà ngủ, dậy nói xem có chuyện gì. Này, nói nghe đi, vợ chồng với nhau, nói nghe, tôi thông cảm cho. Trong phòng nóng quá. Này. Tao buồn cười nhỉ? Rõ ràng là có chuyện gì. Gì đây? Gì mà thở ngắn than dài đây? Không có gì. Có chuyện gì thì nói tôi nghe, có gì tôi chia sẻ cho. Tôi nói tôi không có gì mà. Không có gì mà sao trong người có vẻ bực bội mệt mỏi thế? Tôi ba mẹ con mới về. À, mới về à con? Dạ. Rửa tay đi rồi xuống ăn cơm đi, mẹ con để rảnh đấy. Dạ. Trời kia cho thứ này nó ăn ngập mặt đó ngoài rồi. Ông mẹ buồn cười nhỉ? Con nó về ăn mà lại... Ba làm sao vậy? Ba chị chiết con từ ngày hôm qua tới bây giờ ba chưa đủ hay sao ba? Tôi mà biết bà đẻ ra cái thứ này, bà đẻ ra cái hộp vịt lộn tôi ăn còn ngon hơn. Cái này, ông ơi. Không ưa. Nhìn là ngứa mắt rồi. Cái gì đây? Có chuyện gì à? Này. Con với bố con có chuyện gì à? Nói mẹ nghe với. Mẹ không cần phải biết đâu. Có những điều mẹ không cần phải biết thì nó sẽ tốt hơn. Hay nhở. Bố con nhà này hay nhở, cứ hục hặc với nhau suốt đấy. Có chuyện gì thế này? Thế nào rồi? Điều tra thế nào rồi? Theo điều tra ban đầu của em là có. Phản bội! Trời ơi, đồ phản bội! Trời ơi! Bình tĩnh, từ. Người ta nói tiếp một lần rồi khóc luôn một lần. Thôi, khóc một lần, nói đi. Là có, mà còn con nít nữa. Có, mà còn con nít. Thế là con đấy nó có con rồi á? Ôi trời ơi! Còn tin gì nó không để khóc một lần. Ông nuôi ba đứa con nít, hỗ trợ một cái dự án từ thiện gì đó, mỗi tháng là 1.500.000 ba đứa, hiểu không? À, có nghĩa là nuôi mấy đứa trẻ từ thiện thôi chứ gì. Trên vùng cao thôi chứ gì. Ôi dồi ôi, hết cả hồn rồi đi gì. Nhưng mà có cái chuyện này là em lo nghe. Em thấy trong nhà này có ba người đàn ông, đúng chưa? Đúng rồi. Một người trúng số mà mặt mày ủ rũ u buồn, đúng chưa? Đúng rồi. Một người bị bắt chuồng gà mà vui mừng hớn hở, còn một người thiếu nợ mà vẫn ủ rũ, vẫn vui buồn thất thường. Vậy mà chị thấy sao? Nguy hiểm không? Mà chị giờ mới có rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình chị lúc này. Nào là mất nhà, đúng rồi, rồi thiếu nợ, đúng rồi, rồi mượn nợ, rồi đúng mất rồi. Tiền rồi nghi ngờ. Có phải gia đình chị dính tam tai lúc này không? Thế thì mình phải đi cúng nhờ. Em nghĩ là hai hỏi thẳng chồng hai đi. Cái chuyện mấy tờ giấy số của ông mất. Vô duyên. Gì? Hỏi bà ông mất rồi cho ông đổ thừa cho mày thì làm sao? Thôi đi chị. Nếu mà ông đổi thừa, ông la làng lên là ông đã làm mấy bữa nay rồi, đúng không? Còn bản thân em nơm nớp lo sợ mấy bữa nay cũng đủ rồi. Vấn đề là gì? Là cái gì? Mình phải biết đối phương như thế nào. Thì mình mới có đường hướng, có phương hướng để mình đối phó.